Mẹ Phương Thúy ơi, mẹ sẽ chọn từ khóa nào để nói về con trai Thanh Lâm của mình ạ? Con trai Thanh Lâm của mẹ Phương Thúy là từ cao. Cao? Cao, em thích cao. Cao to. Cao ráo nè, cao cả nè. Cao cả nè. Cao ngạo, cao siêu nữa đó. Cái nghĩa của từ cao của Thanh Lâm nhà mẹ Thúy là võ công cao cường. Wow. Cao cường. Thanh Lâm nhà mẹ là cái mảng nào mẹ cũng thấy hài lòng hết. Wow. Tài năng quá. Võ công là mẹ cũng hài lòng, mà hành hiệp trượng nghĩa mẹ cũng hài lòng. Vậy luôn. Mà bạn cao thượng mẹ cũng hài lòng. Cao thượng cũng hài lòng. Con yên tâm đi, khi mà con đi ra đường có Thanh Lâm nhà mẹ bên cạnh thì con không sợ ăn hiếp đâu. Dạ. Có một câu muốn hỏi mẹ là cái người mà biết võ đó, thông thường thì họ sẽ có một chút gọi là hơi mạnh bạo, nóng tính. Vậy thì con của mẹ có phải là người thượng cẳng tay hạ cẳng chân hay không? À, tuy Thanh Lâm học võ vậy đó, nhưng đi ra đường nhìn thấy chuyện bất bình thì Thanh Lâm mới ra tay thôi. Nhưng về nhà cậu bé rất hiếu thảo, rất ga lăng, mà có hiếu với mẹ nữa. Đi học rồi đi làm thêm, làm huấn luyện viên. Xong mà về mà thấy mẹ chưa làm cơm là vô làm với mẹ. Bạn ấy cũng tình cảm lắm. Dạ. Nhưng mà cô ơi, mình hoàn hảo như vậy mà tại sao giờ mình chưa có bạn gái vậy cô? Đó. Bạn nói là công việc bạn cũng chưa có ổn định cho lắm. Bạn nói chắc chưa có duyên. Cô ơi, bạn nhà mình bao nhiêu tuổi rồi cô? Bạn năm nay mới 20 hà. Xin chào Thủy. Chào Lâm. Cũng biết cái thông tin về Thủy là người rất là tài giỏi. Cảm ơn. Trong nghĩa rất là nhiều lĩnh vực, và hôm nay gặp ở ngoài rất là xinh đẹp. Nếu như hôm nay có duyên với nhau thì xin Thủy cho Lâm một cơ hội để có thể tìm hiểu Thủy lâu dài hơn. Lâu lâu gặp trai trẻ xúc động quá. Không biết là bạn có bao giờ quen người lớn tuổi hơn mình chưa? Điều này thì trước giờ thì chưa từng, nhưng mà bây giờ có thể là tập dần thôi tập được. Chấp nhận được. Chưa trải nghiệm bao giờ. Chưa trải nghiệm không? Nhưng mà có thể là sắp tới trải nghiệm được. Ví dụ như bây giờ hai đứa mình đang yêu nhau đi, thì bạn là cái người sẽ để tình cảm bên trong lòng mình hay là không có ngại thể hiện cho mọi người? Chị nói chắc là để trong lòng, không có dám thể hiện ở ngoài vì mình cũng không tự tin mấy. Nhưng mà Tracy là người thích thể hiện tình cảm. Ví dụ bây giờ Tracy thích bạn là Tracy có thể ôm bạn, có thể cầm tay bạn, có thể hôn bạn trước mặt mọi người luôn. Mấy bạn cái đó có chấp nhận điều đó không? Càng thích nữa. Được. Không sao. Và Tracy là người rất là thích tự do, độc lập, thích gì làm đó và không có muốn là ai cản trở mình hết. Tracy ơi, mình nói thì mình làm luôn đi chứ. Mẹ phải. Đúng rồi, mình nghe mẹ nói là làm đi. Mẹ nói đó. Thường á, con nhà võ mà nghĩa hiệp á sẽ rất là cần thiết trong những lúc mà chúng ta sẽ giải cứu người đẹp. Tracy hay mang giày cao gót đúng không? Lỡ một ngày nào đó mà bị gãy guốc rồi bị chật chân rồi phải bồng đi đến một cái chỗ nào đó để cấp cứu, để trị cái chân chẳng hạn, thì em bồng nổi Tracy không nhỉ? Dạ. Tracy nghĩ là nổi, tại vì nhìn cái body này là không thể nào mà không nổi. Với lại Tracy kiểu như là biết hỗ trợ bạn đời lắm nên là nghĩ là nổi á. Biết hỗ trợ bạn đời lắm. Dạ, hả? Dạ. Thử nha. Dạ. Thử không? Cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.